Thưa quý vị và các bạn, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân sâu sắc của các thế hệ đối với tướng quân Nguyễn Thiện Thuật, người có công với dân với nước, người thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, người con ưu tú của quê hương Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã giao thị xã Mỹ Hào làm chủ đầu tư dự án xây dựng khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật. Sau gần 2 năm tích cực triển khai, dự án đã cơ bản hoàn thành. Vào chiều ngày 29 tháng 3 tới đây, thị xã Mỹ Hào sẽ trang trọng tổ chức lễ đón nhận di tích cấp quốc gia và khánh thành khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật. Năm 2005, tỉnh Hưng Yên đã quyết định xây dựng khu tưởng niệm tướng quân Nguyễn Thiện Thuật. Khu tưởng niệm được xây dựng với diện tích trên 1.500 m², bao gồm nhiều hạng mục công trình như tam quan, khu thờ chính, nhà bia, bức phù điêu, phần mộ. Kể từ đó đến nay, khu tưởng niệm tướng quân Nguyễn Thiện Thuật đã và đang trở thành nơi giáo dục truyền thống cho bao thế hệ tiếp nối với những giá trị to lớn về lịch sử. Tháng 10 năm 2020, khu tưởng niệm tướng quân Nguyễn Thiện Thuật đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Để khu tưởng niệm tiếp tục trở thành điểm đến, một địa chỉ du lịch tâm linh hấp dẫn của du khách gần xa, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp khu tưởng niệm thành khu lưu niệm. Công trình được giao Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào làm chủ đầu tư với tổng mức hơn 42 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 4 năm 2021. Xác định đây là công trình lịch sử văn hóa tâm linh có nghĩa đặc biệt, nên thị xã Mỹ Hào đã dành nhiều sự quan tâm trong quá trình xây dựng. Dự án thi công với khu tưởng niệm tướng công Nguyễn Thiện Thuật này thì thị xã Mỹ Hào chúng tôi xác định đây là một công trình trọng điểm về văn hóa tâm linh. Chúng tôi đã chỉ đạo sát sao, thường xuyên giám sát, theo dõi để đảm bảo cái công trình được chất lượng, hoàn thành sớm đưa công trình vào sử dụng. Công trình được xây dựng trong khuôn viên rộng trên 1 hectare, bao gồm các hạng mục như đền thờ, bình phong, nghi môn, nhà bia, nhà khách, nhà soạn lễ, nhà bát giác, cổng tam quan, lăng mộ, phù điêu và các hạng mục phụ trợ. Xác định đây là một công trình trọng điểm và để lại cái lưu truyền cho các thế hệ mai sau. Do vậy thì đơn vị thi công cũng bằng hết cái tâm sức của mình để làm các cái công trình đạt cái chất lượng kỹ mỹ thuật tốt nhất, khánh thành kịp cái tiến độ. Để lễ khánh thành và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, khu di tích Nguyễn Thiện Thuật sẽ được tổ chức trang trọng, khắc họa đậm nét truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy và công lao to lớn của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật. Thị xã Mỹ Hào đang tích cực triển khai các phần việc cụ thể tới từng bộ phận. Công trình khu di tích Nguyễn Thiện Thuật hoàn thành, xứng tầm với giá trị lịch sử văn hóa và thỏa mãn ý nguyện của nhân dân, tạo nên một địa chỉ văn hóa giáo dục truyền thống cho các thế hệ tương lai. Là một giáo viên, là đồng thời cũng là một người con của quê hương Xuân Dục, tôi rất là tự hào là người kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Qua các bài giảng của mình, tôi đã lồng ghép và giáo dục cho các em học sinh về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm và tấm gương cụ Nguyễn Thiện Thuật cũng như là các anh hùng nghĩa sĩ của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Phát huy truyền thống quê hương của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật, những năm qua được sự quan tâm của các cấp, đảng bộ và nhân dân xã Xuân Dục đã có nhiều nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao. Chúng tôi cũng sẽ phấn đấu trở thành xã công nghiệp trong vùng lõi công nghiệp của thị xã và đầu tư phát triển về công nghiệp. Xã phấn đấu là xã nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa. Những chiến công cùng tên tuổi của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật mãi là niềm tự hào của người dân Hưng Yên nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Khu di tích tướng quân Nguyễn Thiện Thuật đi vào hoạt động kết nối với nhà lưu niệm lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân, liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính, chùa Sùng Bảo sẽ tạo nên quần thể di sản văn hóa quý báu, điểm tham quan về nguồn đầy ý nghĩa hấp dẫn và độc đáo, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, tôn vinh và tri ân bậc tiền nhân, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng hào hùng bất khuất của đảng bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh Hưng Yên nói chung, cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy nói riêng cho thế hệ hôm nay và mai sau.